đây là tuyến tuyến tránh của quốc lộ 50, tuyến tránh ở bên hông thị trấn Cần Giuộc. Thì lộ giới này chuẩn bị mở rộng thêm. Đây, nó chuẩn bị mở rộng tới cái cột điện nữa đó. Miếng đất Văn Thanh đang quay lại ở đây. Thì cái mặt bằng này nhà nước đang san lấp để chuẩn bị phóng lộ giới nè. Đây, lộ giới phóng tới đây. Còn đất của chủ là bán là từ mí này. Ở đây là có 1,5 công đất vườn. Đi qua đây là tới cái cây cột điện bên đó đó. Đó, tới cái bờ đó, đất, khoảng đất trống đây là đó. Là nó là 2 công đất ruộng. Đi tuốt ra sau là sông Cần Giuộc. Ở đây là cầu Cần Giuộc đang nằm đây nè. Cầu Cần Giuộc mà nằm tuyến tránh. Tuyến này nó đi không đi vô thị trấn. Ở đây là quốc lộ 50 mà tuyến tránh. Tổng diện tích ở đây là 3,500 m², trong đó là 1,000 đất hộ, đất vườn, 1,500 đất vườn và 2,000 đất nông nghiệp. Mặt tiền đây khoảng 50 m, mặt hậu là bờ sông. Khu vực này rất là mát mẻ. Cái miếng ruộng bên đây là 2,000 m², kêu giá là 4,6 tỷ. Còn 1,500 m vườn bên đây là kêu là 4,5 tỷ. Tổng thể là 8,1 tỷ. Cái hướng này đi về Đa Phước, đi về Bình Chánh. Cái hướng này thì đi vô thị trấn Cần Giuộc, đi thẳng là đi ra thị trấn Cần Đước, đi về cảng Tân Tập luôn.